có bao nhiêu loại dàn âm thanh tất cả. Thì nếu mà anh em mà không biết, không tìm hiểu thì có thể là sẽ nhiều khi sẽ thấy rất là khó hiểu, thấy rất là lú, đúng không nào? Nhìn một cái bộ dàn, nhìn một cái cấu hình không hiểu sao nó nhiều thiết bị, nhiều loa như vậy. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhanh và mình sẽ chia sẻ một cách rất là ngắn gọn và xúc tích và dễ hiểu cho anh em nắm được là về chúng ta sẽ đi từ tổng quan đến chi tiết nhé. Thì tổng quan về cơ bản thì chúng ta sẽ chỉ có hai loại dàn âm thanh chính thôi, một là âm thanh hai kênh và âm thanh là đa kênh. Dàn âm thanh hai kênh thì tức là nó là nguyên lý mà cơ bản nhất của dàn âm thanh, thì chúng ta sẽ có một hệ thống bao gồm với hai loa, chỉ có hai loa ở hai bên với hai cái đường tín hiệu là L và R, tức là trái và phải, và sẽ đảm nhiệm hai cái đường tín hiệu âm thanh khác nhau và cho ra tai người nghe. Và cái loại này là loại cơ bản nhất, truyền thống nhất. Sau này người ta sẽ biến tấu thêm và thêm vào đó một cái thiết bị để làm tăng thêm cái giải âm của cái dàn âm thanh này ở cái giải trầm, và người ta sẽ bổ sung thêm một cục xúc, thì đấy sẽ gọi là dàn âm thanh 2.1 như anh em vẫn thường nghe. Đây là những cái hình ảnh, một vài hình ảnh về dàn âm thanh truyền thống anh em này. Thì cái dàn này nó sẽ không có xúc. Đó, thì sau này người ta sẽ bổ sung thêm xúc vào thì để tăng cái giải trầm, cái sự mạnh mẽ của dàn âm thanh lên. Và anh em rất có thể dễ nhìn thấy nhất đó là một cái bộ dàn loa của máy vi tính. Đó thì chính là một bộ dàn âm thanh 2.1. Đó, và những loại loa kiểu loa sao 3 đó thì cũng chủ yếu là 2.1. Thì cái những cái sao 3 thì sau này mình sẽ có những cái video riêng về những cái dàn kiểu này. Đó, thì đây là dòng loa kiểu là cao cấp này, dàn âm thanh cao cấp. Đó, 2.1, hai vế và hai bên LR và kết hợp một cục xúc. Và về âm thanh karaoke thì anh em hiểu cơ bản đơn giản, âm thanh karaoke nó vẫn nằm trong cái trường phái kiểu loại thể loại là dàn âm thanh hai kênh thôi anh em. Chẳng qua là với hệ thống phức tạp thì người ta sẽ đấu thêm nhiều loa song song với nhau và đấu nối song song để làm gia tăng hiệu quả âm thanh và cái mức độ khuếch tán công suất âm thanh nó lớn hơn thôi. Tiếp theo đến loại thứ hai chúng ta sẽ đến với là âm thanh đa kênh. Đa kênh thì anh em sẽ thường nghe thấy nhất và thông dụng nhất, anh em có thể nghe thấy đó là dàn âm thanh 5.1. 5.1 thì bản chất nó là 5 cái đường tín hiệu khác nhau, nó bao gồm một cái loa, hai cái loa front đứng đằng trước ở hai bên LR này, một cái loa center đứng ở giữa trung tâm và hai cái loa surround đứng ở sau và một cục xúc. Thì đấy là dàn âm thanh 5.1. Và biến tấu các cái thể loại khác của dàn âm thanh đa kênh này thì nó sẽ có nhiều thể loại hơn, như là đây là một cái dàn 7.2 của Sony này, thì nó sẽ 7.2 tức là sẽ có hai cục xúc và bảy cái loa vệ tinh. Đó, đấy những dàn kiểu này anh em sẽ nhìn thấy. Thì về cơ bản thì nó sẽ có những cái mục tiêu để sử dụng khác nhau cho những loại dàn âm thanh này tùy vào nhu cầu sử dụng. Ở những video sau mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho anh em về từng loại nhé.